Tài năng là thứ quyết định giới hạn trên. Nghị lực là thứ quyết định giới hạn dưới. Trên đời không có người bất tài, chỉ có người không biết tự điêu khắc mình. Thành công giống như việc đi giày cao gót. Khi mới bắt đầu, chân bạn sẽ nổi đầy mụn nước. Nhiều người sẽ bỏ cuộc vì điều này. Những người dám kiên trì đến cuối cùng mới có thể bước đi một cách kiêu hãnh và ngạo nghễ. Thành công không khó, khó ở chỗ bản thân bạn có đủ kiên nhẫn để cố gắng và chờ đến lúc thành công hay không. Thông qua nhiều cuộc phỏng vấn từ người nổi tiếng, tôi nhận ra có 3 định luật thú vị có thể giúp nhiều người đi đến thành công. 1. Định luật vịt nổi trên nước. Tất cả chúng ta khi đứng ở bờ hồ đều thấy vịt dễ dàng nổi trên mặt nước, nhưng lại không nhận ra phía dưới mặt nước, chân của chúng đang ra sức đạp không ngừng nghỉ. Đằng sau mỗi vẻ hào nhoáng đều ẩn chứa sự nỗ lực phi thường. Đây chính là định luật vịt nổi trên nước. Người thật sự ưu tú sẽ luôn tự thúc đẩy chính mình phải không ngừng tiến lên về phía trước. Tôi từng đọc đâu đó câu nói thế này: trên thế giới không có người bất tài, chỉ có người không biết cố gắng. Bạn muốn đạt được điều gì thì phải tự mình điêu khắc thành. 2. Định luật cua trong giỏ. Đặt vài con cua vào cùng một giỏ sẽ chẳng có con nào leo ra ngoài được, vì nếu có con nào muốn leo lên sẽ bị những con khác lần lượt kéo xuống lại. Đây chính là định luật con cua. Ngày 3 tháng 1 năm 2021, lúc 12 giờ trưa, một vụ án làm chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người đàn ông họ Đỗ vì muốn kiếm thêm tiền nên đã làm thêm công việc giao hàng. Khi có khách đặt đồ ăn, anh ta đến một tòa nhà tính giao thì bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. Giải thích một hồi, người bảo vệ này mới cho anh Đỗ nào trong. Nhưng khi giao đồ ăn xong, lúc đi ra cổng, cũng lại chính người bảo vệ ban nãy gây khó dễ, bắt anh phải đi ra từ cổng khác. Nhưng đi xung quanh một hồi, anh Đỗ vẫn chưa đi ra ngoài được. Vì vậy đành quay lại cửa này và cả hai người đã cãi nhau. Nhân viên bảo vệ cầm dùi cui đánh vào đầu anh Đỗ một cái thật mạnh, khiến mũ bảo hiểm bị vỡ. Lần thứ hai đập xuống, anh Đỗ đã ra đi mãi mãi. Tại sao cùng tầng lớp với nhau còn cố tình gây khó dễ cho nhau? Lỗ Tấn từng phơi bày một sự thật y như vậy: kẻ mạnh thì rút dao với kẻ mạnh, người yếu lại rút dao ức hiếp kẻ yếu hơn. Nhưng bạn nên biết rằng, hành vi này chỉ khiến con người bạn thêm nhỏ nhen và đi thụt lùi về phía sau. Bởi kẻ mạnh thực sự sẽ biết vị tha và cư xử đúng mực, đúng chỗ. 3. Định luật ve sầu vàng. Con ve sầu sẽ sống dưới lòng đất 3 năm, nếm trải đủ cô đơn và sự lẻ loi, rồi tự học cách hút nhựa cây để tồn tại. Khi đến thời điểm thích hợp, nó mới từ từ trèo lên cành cây, biến hóa và lao lên bầu trời xanh, đón nhận sự tự do. Mỗi thứ trong cuộc sống đều có thể được phát triển thông qua sự tích lũy. Đây chính là định luật ve sầu. Nhà văn Maupassant đã miệt mài viết hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, nhưng lần nào ông cũng không hài lòng và ném nó đi. Mãi đến 10 năm sau, truyện ngắn Viên Mỡ Bò mới ra mắt. Tác phẩm này vừa xuất bản đã gây chấn động toàn giới văn học Pháp. Nhưng Maupassant không bị danh vọng và tiền tài làm mờ mắt, ông vẫn cứ chăm chỉ như thế, tạo ra một khối lượng lớn các tác phẩm đặc sắc. Cả cuộc đời ông được người ta đúc kết bằng cụm từ bậc thầy văn học hoàn hảo. Ai đó từng nói, thành công giống như việc đi giày cao gót. Khi mới bắt đầu, chân bạn sẽ nổi đầy mụn nước. Nhiều người sẽ bỏ cuộc vì điều này. Những người dám kiên trì đến cuối cùng mới có thể bước đi một cách kiêu hãnh và ngạo nghễ. Bởi vì sợ nếm trải cay đắng, nên nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội thành công. Có một câu chuyện khiến tôi rất ấn tượng. Khi có người hỏi thiền sư: cá chép đã làm gì khi chưa vượt vũ môn? Thiền sư đã đáp rằng: tu thân trong nước lạnh của vực sâu. Tài năng là thứ quyết định giới hạn trên, nhưng nghị lực mới là thứ quyết định giới hạn dưới. Mong bạn có thể nắm vững 3 quy luật này: im lặng nỗ lực, mở đường tương lai cho chính mình.